thưa quý vị, trong phần tiếp theo của chương trình, xin mời quý vị cùng đến với nội dung đáng chú ý của tiểu mục đối thoại hướng nghiệp tuyển sinh và đào tạo. Chào mừng quý vị đang đến với tiểu mục đối thoại của chương trình Vững Bước Tương Lai. Kính thưa quý vị, ngành y tế là nhóm ngành thực hiện chức năng nghề nghiệp điều trị, chăm sóc và tư vấn cho người bệnh trong các hoạt động hàng ngày. Đồng thời thì người làm trong ngành y tế cũng là người hỗ trợ, cung cấp các dịch vụ chăm sóc, đóng góp vào việc phục hồi, nâng cao sức khỏe cộng đồng. Và đại dịch Covid-19 vừa qua đã cho chúng ta càng hiểu rõ và sâu sắc hơn sự quan trọng của đội ngũ y bác sĩ trong việc khám, chữa bệnh, cứu sống người bệnh và đem lại cho họ cuộc sống mới hạnh phúc. Và trong chương trình ngày hôm nay, Khánh Tường xin được phép giới thiệu và chào đón đến trường quay của chúng ta hai vị khách mời là hai bác sĩ đầu ngành đang công tác tại Trường Đại học Văn Lang. Đầu tiên xin được trân trọng giới thiệu tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Hùng Vĩ, trưởng khoa Y Trường Đại học Văn Lang. Dạ xin chào thầy ạ. Dạ, kính chào quý phụ huynh và các em học sinh. Chào bạn Khánh Tường. Tiếp theo, Khánh Tường xin được trân trọng giới thiệu giáo sư tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Văn Tập là phó trưởng khoa Y của Trường Đại học Văn Lang. Dạ xin chào thầy. Xin chào quý vị phụ huynh và các em học sinh thân mến. Chào MC Khánh Tường. Đầu tiên thì Khánh Tường muốn xin hỏi hai thầy là hai thầy cảm thấy là sự phát triển trong ngành y tế của nước ta hiện tại nó đang theo cái chiều hướng như thế nào ạ? Có thể nói rằng ngành y tế của chúng ta trong thời gian vừa qua đã có những bước tiến vượt bậc về mặt chuyên môn, lâm sàng và kể cả vấn đề phòng chống dịch bệnh. Hiện nay thì nguồn lực của chúng ta trên cả nước đã có gần 100.000 bác sĩ. Đa số các thầy thuốc thì vẫn còn tập trung nhiều ở khối các bệnh viện, còn trống một cái mảng rất quan trọng để có thể quản lý sức khỏe được người dân và tư vấn từ đầu để có thể phòng bệnh từ xa, kết hợp với khám chữa bệnh những cái bệnh mà thường gặp. Lực lượng của các thầy thuốc hiện nay đó chưa có được những cái kỹ năng đảm bảo cho cái việc là họ bám trụ tại các cái tuyến y tế cơ sở và phát triển cho được cái mô hình bác sĩ gia đình để có thể quản lý sức khỏe của người dân bên cạnh cái hoạt động truyền thống là khám chữa bệnh. Thì đây là các cái công việc trong tương lai mà chúng tôi cũng đang tập trung để khắc phục và có cái hướng đào tạo cho các bác sĩ tương lai trong giai đoạn tiếp theo. Khi mà Trường Đại học Văn Lang của mình cho ra đời khoa y, ngành y tại trường của mình thì chúng ta có cái mong muốn gì hay không thưa thầy? Chắc là em sẽ nhờ thầy Tập ạ. Trong cái thực tế cuộc sống thì rất nhiều cái yếu tố có nguy cơ dẫn đến cái bệnh tật. Do đó chúng ta cần có một cái người bác sĩ để mà chăm sóc sức khỏe chúng ta. Như vậy cái nhu cầu cái đào tạo của bác sĩ là cần thiết, tối cấp thiết. Thứ hai, trong cái sự phát triển cái kinh tế xã hội hiện nay thì cái nhu cầu của cái con người của chúng ta nó không phải chỉ riêng là chữa bệnh mà đòi hỏi phải có nâng cao hơn cái chất lượng chăm sóc sức khỏe, các cái dịch vụ khác để cho cái đời sống chất lượng chúng ta cao hơn, đòi hỏi cái chất lượng và những cái cập nhật, những cái phương tiện máy móc và trình độ và những cái phác đồ chăm sóc sức khỏe nâng cao ở trên thế giới cũng như ở Việt Nam cũng càng nhiều hơn. Thứ ba nữa, cái đội ngũ của bác sĩ của chúng ta thiếu về số lượng rất là lớn, cái nhu cầu đào tạo của cái bác sĩ mà đa khoa là rất là cấp thiết hiện nay. Thì trong xu thế đó, cái tập đoàn giáo dục Văn Lang mong muốn phát triển và đi sâu hơn những cái ngành nghề trong đào tạo và với cái phương châm là chất lượng cao, thì tập đoàn giáo dục Văn Lang là có những cái đầu tư rất lớn để mà đóng góp cho cái năng lực của mình, cái tâm huyết của mình, góp cái phần nâng cao cái giá trị cuộc sống của con người. Chính cái điều đó thì cái đề án của mỗi ngành khoa y Trường Đại học Văn Lang ngoài công lập đã ra đời. Vậy thì với một bạn học sinh, khi mà các bạn muốn bước chân vào trường của mình và đặc biệt là học ngành y, các bạn có cần phải có cái tố chất kỹ năng gì nữa hay không nếu muốn trở thành một sinh viên ngành y thưa thầy? Dạ. Các bạn, các em học sinh đã có định hướng học để trở thành bác sĩ tương lai, chúng ta phải tự tin, cứ yên tâm rằng hệ thống giáo dục Văn Lang sẽ giúp cho các em trở thành những bác sĩ giỏi, có đạo đức, có ý chí mạnh mẽ và đặc biệt là có cái óc sáng tạo. Nó được cập nhật khoa học sáng tạo ngay từ năm đầu tiên của cái chương trình học 6 năm. Bên cạnh cái trình độ, cái khả năng học vấn giỏi của các em, đầu vào các em đã có, thì bây giờ trường sẽ trang bị cho các em những cái kiến thức, cái phương pháp để mà có thể nâng cao được cái ý chí vượt mọi hoàn cảnh khó khăn, kể cả lúc đang học và sau này khi về với công tác. Và cuối cùng là sáng tạo, thì tôi xin nói thêm ở chỗ này là cái thế giới hiện nay đang đi vào cuộc cách mạng về công nghệ tri thức, thì chúng tôi cùng với đội ngũ các thầy cô cũng tâm huyết đến cái vấn đề là trang bị các kỹ năng về khoa học sáng tạo cho các em để có thể có những sáng kiến cải tiến tham gia với xã hội ngay từ năm đầu tiên. Thì đây là một trong những cái tiêu chí của Đại học Văn Lang và của khoa y chúng tôi cũng sẽ trang bị cho các em. Cái điểm mạnh của nhóm ngành y tại Trường Đại học Văn Lang của mình là gì và cũng như là khi mà đào tạo ngành y ở trường mình thì có cái sự khác biệt gì hay không so với những trường đại học khác thưa thầy ạ? Thì với cái phương châm là cái đào tạo nhân lực chất lượng cao
thì tập đoàn Phan Lan đã đưa vào những cái tiêu chuẩn kiểm định của chất lượng trong cái quá trình đại học và xây dựng trong cái chương trình đào tạo. Cái ngành này cũng là một cái ngành trong năm cái khối ngành sức khỏe của trường đại học Phan Lan. Trước đây đã có là cái khối về dược học, khối về điều dưỡng, khối kỹ thuật xét nghiệm y học và răng hàm mặt. Thì chúng tôi đã xây dựng cái chương trình đào tạo này từ đầu cũng căn cứ vào tiêu chuẩn của bộ và của quốc tế, và đặc biệt là các cái tiêu chuẩn truyền thống kết hợp với hiện đại theo tiêu chuẩn của các cái hiệp hội y khoa của Hoa Kỳ, cái tiêu chuẩn của khu vực Tây Thái Bình Dương về khối ngành đào tạo y khoa. Là trong các cái năm học đều luôn nó có cái kiểm định đánh giá cái chất lượng của cái quá trình đào tạo của bác sĩ, một ngành nghề rất là đặc biệt và có liên quan đến cái lương tâm đạo đức và cái chất lượng cao liên quan đến tính mạng con người được đảm bảo, và có cái ra trường sẽ có những bác sĩ có cái uy tín cao. Thế mạnh thứ ba, đảm bảo về cả cơ sở vật chất. Hiện nay cơ sở 2 tập trung cho cái khối ngành sức khỏe với một tòa nhà 9 tầng, các cái phương tiện trang thiết bị trong vấn đề đào tạo, rồi các cái phương tiện hiện tại để mà nâng cao tiếp cận các cái giáo dục, cái phương thức đào tạo mới là như là mô phỏng phòng thực hành về các cái thử nghiệm và trải nghiệm, rồi các cái mô hình, tất cả đều có cái đầu tư rất là lớn để đảm bảo cho vấn đề sinh viên thực hành. Cái yếu tố thứ tư nữa, ngoài chương trình đào tạo thì nhà trường cũng có những cái hợp tác quốc tế giống như hợp tác với Stanford để có những cái ứng dụng những cái blockchain vào trong cái ngành y và trong cái giáo dục, rồi những cái cơ hội khác. Cái ví dụ như năm thứ năm thì có là từ 2 đến 4 tuần đi tham quan học tập ở các cái nước khác. Nhà trường cũng có những cái chế độ học bổng cho học sinh tuyển sinh tốt, rồi học bổng tài năng, những học bổng cho những cái em có chế độ chính sách mà có điểm chuẩn vào điều kiện khó khăn. Ngoài ra thì sau khi ra trường thì các em cũng có những cái cơ hội việc làm, đặc biệt trong cái tập đoàn giáo dục Phan Lan sắp tới sẽ xây một cái chuỗi các cái bệnh viện và trường, các cái phòng khám và các cái trung tâm dịch vụ về trong cái chăm sóc sức khỏe. Các em sinh viên nếu học tập ở tại cái trường đại học Phan Lan khoa y có nhiều cơ hội để mà thực hành và đảm bảo một cái người ở trường sau này. Một trong những yếu tố mà em nghĩ là các bậc phụ huynh cũng rất là quan tâm đó chính là đội ngũ giảng viên của trường. Và thì chắc là nhờ thầy Vĩ sẽ chia sẻ thêm về đội ngũ giảng viên của trường mình, cũng như là mỗi năm như vậy thì mình có cái sự cập nhật như thế nào để có thể mang đến những cái điều tốt nhất cho sinh viên của mình. Có thể nói rằng để đảm bảo chất lượng đào tạo thì nó có 3 yếu tố. Yếu tố quan trọng nhất là vấn đề con người, vấn đề đội ngũ giảng viên. Vấn đề thứ hai nữa là cái chương trình đào tạo nó có tiên tiến hay không. Và cái thứ ba là cái vấn đề đầu tư về cơ sở vật chất. Phần thứ hai với phần thứ ba thì giáo sư Tập cũng đã có cái thông tin. Tôi nói thêm về con người thì trường hiện nay đã mời cái lực lượng giáo sư, tiến sĩ, thạc sĩ có thể nói là hùng hậu đến từ nhiều nguồn. Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh ở đây, thí dụ như chỗ thầy Tập cũng là từ đại xuất thân từ Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Tôi cũng từng học ở Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, nhiều thầy cô khác ở xuất thân từ hai trường này và Đại học Quân y ở các cái viện, các trường. Chúng tôi mời thêm lực lượng giảng viên cơ hữu và giảng viên thỉnh giảng từ các bệnh viện lớn, thí dụ như là Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Thống Nhất, rồi các bệnh viện Nhi Đồng 1, Bệnh viện Phụ Sản Từ Dũ, hay là các cái bệnh viện có cái uy tín cao trong cộng đồng. Hiện nay chúng tôi cũng có gần cả cơ hữu cả thỉnh giảng, cũng có gần 300 nhân sự để mà tham gia giảng dạy cho khoa y. Thì chúng tôi tin tưởng rằng với cái lực lượng hùng hậu như thế, đa số đã được đi tu nghiệp ở nước ngoài, hấp thụ được những cái tinh hoa về chăm sóc sức khỏe cộng đồng, chăm sóc sức khỏe chuyên sâu tại các nước, thì chắc chắn là cái việc mà cung cấp cho cái người học để trở thành bác sĩ giỏi về sau này và có ích cho cộng đồng, thì tất cả chúng ta đều mong muốn con em mình sau này sẽ trở thành những người lãnh đạo. Thì tụi tôi trong cái khoa học sáng tạo đó, tụi tôi sẽ góp phần xóa tính ì cho các em, để cho các em tự tin và các em có những cái mong muốn vượt trội, ít nhất cũng trong hệ thống của mình, ít nhất cũng trở thành một cái bác sĩ trưởng của một cái nhóm. Cái nhu cầu của người dân nó đa dạng trong cái điều kiện hiện nay, đất nước đang đổi mới, mô hình bệnh tật cũng thay đổi, nhu cầu cũng thay đổi. Thành ra cái chuyện mà đào tạo cho các em trở thành những nhà lãnh đạo trong hệ thống quản trị, nó trở thành cái nhiệm vụ hết sức là đặc biệt. Đặc biệt là đưa cái mô hình bác sĩ gia đình cập nhật ngay từ năm đầu tiên. Khoa học sáng tạo cập nhật ngay từ năm đầu tiên và tập cho các em có những cái ý tưởng về vấn đề học tập để rèn luyện rồi trở thành những nhà lãnh đạo tương lai.
ngay từ năm đầu tiên. Theo chúng tôi nghĩ đó là những cái điểm mới hết sức là hấp dẫn. Dạ, yeah. Cái cơ hội để các bạn thực tập, thực hành nè, rồi cơ hội để đi kết nối với lại các đơn vị, các bệnh viện thì sẽ như thế nào? Chắc là em cũng sẽ nhờ hai thầy chia sẻ cụ thể hơn để cho các bạn có thể biết được là khi mình học xong rồi thì cái cơ hội việc làm của mình sẽ như thế nào. Chương trình đào tạo của khối ngành y nó có hai nhóm, một nhóm là tiền lâm sàng và một nhóm là lâm sàng là 3 năm cuối, có tất cả là 6 năm. Thì cái khối tiền lâm sàng thì sinh viên sẽ có cái thực tập ở cả cái phòng lý nghiệm, phòng labo, thực tập các cái phòng sinh hóa, sinh học phân tử vân vân, thực tập giải phẫu. Tất cả cái đó thì có cái thế mạnh của nhà trường là có 4 cái khoa vừa rồi mà nhà trường đã phát triển phương tiện trang thiết bị đầy đủ và có đội ngũ cả cái thầy cô đúng đảm bảo cái đào tạo đại học, có những cái phòng thực hành skill lab về cái mô hình giải phẫu, phòng thực hành trải nghiệm mô phỏng đối thực hành của người bệnh trước khi tiếp xúc, rồi các cái mô phỏng các học hành các cái lĩnh vực các kỹ năng khác. Sau cái khối tiền lâm sàng các em có cơ sở những kỹ năng cơ bản mẫu mực và thực hành thành thạo rồi trên cái mô hình thì chuyển sang đi bệnh viện. Trường chúng tôi đã có liên kết với 8 cái bệnh viện Chợ Rẫy, bệnh viện Nhi, bệnh viện Sản ở Từ Dũ, rồi các bệnh viện chuyên khoa răng mặt tai mũi họng khác, rồi các bệnh viện chuyên khoa khác và các cơ sở khác. Và đồng thời theo cái chiến lược của tập đoàn Văn Lang thì xây dựng một cái hệ thống viện trường cùng các bệnh viện, phòng khám và các cái dịch vụ chăm sóc sức khỏe khác. Cái giảng viên dạy thực hành viện thì chúng tôi cũng tuyển chọn những người nào có sự cam kết, có trình độ chuyên môn sau đại học là chuyên khoa 1, chuyên khoa 2 về lâm sàng, rồi được có các cái chứng chỉ phương pháp sư phạm và dạy cho các sinh viên của các trường khác. Trong chương trình chúng tôi có đưa ra một cái mô đun học tập gọi là tiếp cận cuộc sống bệnh viện. Tiếp cận hai phía. Phía thứ nhất là tiếp cận cái nỗi đau của người bệnh trong bệnh viện. Tiếp cận thứ hai, tiếp cận với cái nỗi gian khổ ngày đêm, những cái ứng xử với những cái danh vật, những cái sống cái chết của cái người nhân viên y tế, thì giúp cho các em hình thành cái ý thức trong cái nghề nghiệp. Thứ hai, hình thành sự yêu thương đối với người bệnh nhân giống như người thân của mình. Khi đó mới có cái động cơ để học tập và có cái sự thân thiện gần gũi với người bệnh nhân. Và trong cái thực hành lâm sàng thì hồi nãy chúng tôi có đề cập, tôi xin nhắc lại là các em có cơ hội đi cập nhật 2-4 tuần ở nước ngoài. Rồi còn sinh viên có thêm một cái đợt nữa là đi thực tế cộng đồng để biết được cái bệnh tật ở trong cộng đồng như thế nào. Trước khi chúng ta khép lại buổi trò chuyện ngày hôm nay, Khánh Thường xin nhờ hai thầy sẽ có một lời khuyên nào đó gửi gắm để thúc đẩy tinh thần cho các bạn học sinh của chúng ta đăng ký vào ngành y và cụ thể là trường Đại học Văn Lang của chúng ta chẳng hạn. Hiện nay chúng ta chỉ mới có đang phấn đấu tới cuối năm nay là 10 bác sĩ trên vạn dân. Trong khi đó nếu mà tầm nhìn ngang với các nước thì chúng ta phải 15-20, thì như vậy thì cái số lượng bác sĩ còn thiếu quá, đặc biệt là thiếu bác sĩ ở các cái tuyến liên hoàn để có thể làm vừa chuyên khoa được, vừa đa khoa được, và trong hệ thống bác sĩ gia đình thì lại quá thiếu. Chúng tôi định hướng ngay từ đầu là ba trụ cột chính của chúng tôi là nhà trường, bệnh viện và viện nghiên cứu, và cái thứ ba là mạng lưới y tế cơ sở. Thì như vậy thì bác sĩ ra học xong có kiến thức đầy đủ ở nhà trường trang bị, đi thực hành tại các bệnh viện lớn có uy tín, các cái viện nghiên cứu, và dĩ nhiên là đi ở nghiên cứu đầy đủ về hệ thống trong mạng lưới y tế cơ sở, thì như vậy là rất là vững vàng. Các em nên yên tâm khi vào với Văn Lang sẽ được trang bị đầy đủ các kiến thức, các kỹ năng và giúp cho các em sau này các em sẽ trở thành những cái bác sĩ giỏi giang và các em sống được với cái nghề đó, thì chúng tôi đảm bảo cho cái việc này. Chúng tôi có được thống nhất của bộ là cho phép tuyển cái mã ngành văn, hóa và sinh, thì đây là cái cơ hội vô cùng quý giá cho các em ở các cái khối khác mà có mong muốn trở thành bác sĩ. Và chúng tôi sẽ có những cái phần để hỗ trợ cho những em về kỹ năng nghề mà còn thiếu sót. Vì đấy cái ngành nghề mà với cái trình độ trung bình thì ai dám đưa cho mình chữa bệnh. Do đó cái nhà trường chúng tôi sẽ đưa ra cái phương pháp tích cực và thuận lợi cho các em tự học. Đội ngũ giảng viên của chúng tôi là rất là tận tâm, thân thiện và coi như các em như là người em ruột của mình để mà đào tạo nghề. Các em cũng phải hứa với bản thân mình, yêu ngành, yêu nghề, là thắp lấy cái ngọn lửa trong lòng mình, phải chủ động để mà học. Dạ, cảm ơn hai thầy rất là nhiều. Thưa quý vị, Khánh Tường nghĩ rằng với những chia sẻ hết sức là tâm huyết của hai vị khách mời của chúng ta ngày hôm nay, không chỉ giúp cho quý vị phụ huynh và các bạn học sinh hiểu rõ hơn những thông tin mà chúng ta cần phải biết về việc học ngành y tại trường Đại học Văn Lang, mà chúng ta còn được truyền động lực rất là nhiều nữa. Một lần nữa cảm ơn hai thầy đã dành thời gian đến với Vượt Bước Tương Lai. Thưa quý vị, đến đây thời lượng của tiểu mục đối thoại xin được phép khép lại. Khánh Tường mời quý vị sẽ cùng đến với những tiểu mục tiếp theo của chương trình.